Mô A Di Đà Phật. Đây chương trình thi văn giáo lý kinh cơ sấm giảng của các đấng giáo tổ Phật giáo Tư Ân Bửu Sơn Kỳ Hương, do Hội đoàn Hoằng Dương Phật Pháp, Giáo hội Phật giáo Tư Ân Việt Nam phụ trách. Trang trọng kính chào quý đồng bào, quý ông bà, cô bác và anh chị em đạo tâm, đạo hữu thân mến. Từ bi khắc ghi trong lòng đã Kính thưa quý đồng bào, quý ông bà, cô bác và anh chị em đạo tâm, đạo hữu. Trong chương trình Bộ Kinh thứ tư tập 40 hôm nay, kính mời quý vị nghe Hội đoàn Hoằng Dương Phật Pháp chúng tôi trình bày tiếp nội dung bản thông tri, giải thích ý nghĩa về tam nghiệp và thập ác. Trình bày tiếp những lời vàng ngọc khuyến tu trong quyển kinh thứ nhất Sấm Truyền Hậu Giảng của Đức Thánh Thống Lãnh, gián bút tiết lộ máy thiên cơ, sáng tác vào năm Kỷ Sửu 1949 tại tổ đình Linh Địa, tỉnh Sa Đéc, miền Tây Nam, Việt Nam. Thưa quý đồng bào, quý ông bà, cô bác và anh chị em đạo tâm, đạo hữu, mở đầu chương trình thi văn giáo lý kinh cơ sấm giảng của các đấng giáo tổ Phật giáo Tư Ân Bửu Sơn Kỳ Hương, kính mời quý vị nghe và suy nghiệm tiếp những lời vàng ngọc khuyến tu trong quyển kinh thứ nhất Sấm Truyền Hậu Giảng của Đức Thánh Thống Lãnh, gián bút tiết lộ máy thiên cơ, sáng tác vào năm Kỷ Sửu 1949 tại tổ đình Linh Địa, tỉnh Sa Đéc, miền Tây Nam, Việt Nam. Cõi ta bà thêm giọng thôi thôi, ai dám lậu mà ngồi nói trước, ta cũng tả đôi hàng sơ lược cho chị anh đắc phước tu hành. Tham quyền thấy
người sống lại đâu còn kiếp trực. Phật quay linh dưới nước cam lồ, bất chiến nam mô bình trị Phật xuất thế trở thời quốc thủy cõi trung ương hội nghị chư cô bác và anh chị em đạo tâm đạo hữu. Vừa nghe và suy nghiệm những lời vàng ngọc khuyến tu trong quyển kinh thứ nhất Sấm Truyền Hậu Giảng của Đức Thánh Thống Lãnh, sáng tác vào năm Kỷ Sửu 1949 tại tổ đình Linh Địa, tỉnh Sa Đéc. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe chúng tôi trình bày tiếp nội dung bản thông tri giải thích ý nghĩa về tam nghiệp và thập ác như sau. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin hỏi điều thứ bảy: tại sao toàn thể giáo phẩm chức sắc và tín đồ Phật tử Giáo hội Phật giáo Tư Ân Việt Nam Bửu Sơn Kỳ Hương phải diệt tam nghiệp trừ thập ác? Mô Phật, Đức Thánh Thống Lãnh đã chỉ giáo: diệt tam nghiệp trừ thập ác là tuân theo những lời chỉ dạy của Tổ Thầy. Tổ Thầy đã giải rõ về tam nghiệp và thập ác như sau: sanh ra ở đời, con người giàu muốn hay không, cũng phải chịu sự chi phối của định luật thiên nhiên. Định luật ấy gồm vào một chữ đạo. Đạo của con người là đạo nhân, và nó là con đường đi trúng thì sống, bước trật tất chết. Muốn làm tròn nhân đạo phải giữ vẹn tứ ân, nhưng trước hết phải tránh tam nghiệp và chừa thập ác. Cũng như muốn làm giàu phải tránh đừng thiếu nợ. Mỗi người đều có ba nghiệp chướng sau đây: thân nghiệp, tội lỗi do xác thân gây nên; khẩu nghiệp, tội lỗi do miệng lưỡi gây nên; ý nghiệp, tội lỗi do ý tưởng gây nên. Ba nghiệp chướng ấy khiến cho con người phạm 10 điều ác được kể ra dưới đây. Thân nghiệp sanh ra ba điều ác: 1. Sát sanh; 2. Đạo tặc; 3. Tà dâm. Khẩu nghiệp sanh ra 4 điều ác: 1. Lưỡng thiệt; 2. Ỷ ngôn; 3. Ác khẩu; 4. Vọng ngữ. Ý nghiệp sanh ra 3 điều ác: 1. Tham lam; 2. Sân nộ; 3. Mê si.
thân nghiệp sanh ra ba điều ác. Một, sát sanh. Con người mới sanh ra trên đời đều có tánh hiền lành cả, song đến lúc lớn khôn, vì phải sống chung chạ với thế giới loài người hung tàn bạo ngược, tánh nết liền nhiễm phải những sự xấu xa hèn kém, trở nên độc ác hung tợn dữ dằn. Loài người giết nhau vì tiền bạc, vì sắc đẹp, vì lợi danh, vì quyền thế, vì thù hềm, vì háo thắng. Họ giết nhau vì sự ích lợi của một cá nhân, của một nhóm người, của một đẳng cấp xã hội, của một quốc gia. Họ muốn tiêu diệt tất cả nhân loại, không một ai có quyền sống chung với họ cả. Tại triều đình, nhà vua xem bầy tôi như cỏ rác, bầy tôi coi vua như kẻ địch thù. Đó là nguyên nhân gây ra bao cuộc tương tàn, tương sát. Ngoài xã hội, con giết cha mẹ, tớ hại chủ, trò giết thầy, chồng vợ giết nhau, đệ huynh sâu xé. Những cuộc tương tàn rất thường xảy ra trong nhân loại, không ngoài các lý do đã kể trên. Đó là trường hợp người đối với người. Người đối với thú cầm sinh vật còn tàn nhẫn gấp bội. Họ giết thú vật vì miếng ăn, vì dĩ đoan mê tín, vì sự vui thích. Đành rằng mình không thể dứt tuyệt giết các sinh vật gà, vịt, heo để nuôi thân sống, nhưng chẳng nên dựa vào lý vật dưỡng nhân. Thú vật sanh ra đặng nuôi con người để giết hại một cách quá đáng. Chỉ dùng vừa đúng theo nhu cầu cần thiết cho các món thực phẩm mà thôi, chớ không nên hoang phí hy sinh các sinh vật. Nếu sự hy sinh ấy không cần thiết cho mình lắm, nhất là chẳng nên giết các thú vật trong khi tế lễ. Người ta tưởng rằng khi phạm tội với thánh thần trời Phật có thể sát hại sanh vật, cúng tế, cầu cho tội quả tiêu trừ. Sự tin tưởng ấy rất sai lầm, quyển quặc, vì đứng vào bậc siêu hình cao cả, chư vị thánh thần có lý nào vì tình riêng làm sai chạy lẽ công? Khi gặp tai nạn bất ngờ hay rủi ro đau ốm, con người không chịu thuốc thang, khẩn vái Phật trời, cầu cho tai qua nạn khỏi, lại giết các thú vật để tế thần cúng thánh, kêu cốt gọi đồng. Họ không chịu tìm hiểu nguyên nhân các sự quả hoạn, không chịu tìm hiểu rằng những tai biến xảy ra đều do căn quả của chính mình tạo ra, và không chịu ăn năn chừa lỗi, tu tạo phước lành. Trong khi giết các thú vật đặng tế lễ, họ đã phạm thêm một tội ác, vì họ chưa đền bồi các tội ác trước. Chẳng những vậy thôi, họ còn giết hại các thú vật vì sự vui thích của mình. Kẻ bắn chim đang bay trên trời, người chặt chém đâm cá đang lội dưới nước. Họ bắt thú vật làm tấm bia cho họ nhắm trong những khi cao hứng. Họ quên hẳn rằng sanh vật cũng có linh hồn, cũng có thân xác, cũng biết tìm lẽ sống còn như loài người vậy. Thế nên hãy tha thứ cho chúng, hãy dung dưỡng chúng, và nhất là đối với các gia súc, trâu, bò, ngựa, chó, mèo, chẳng nên sát hại, vì chúng đã giúp ích cho ta trong các việc sinh hoạt hàng ngày. Tóm lại, không có sự sát sanh hại vật vô cớ nào có thể tha thứ được. Và trong những ngày chai lạc lễ vía phải cử hẳn. Kính thưa quý đồng bào, quý ông bà cô bác và anh chị em đạo tâm, đạo hữu, không sát sanh hại vật, trong kinh Cơ Sấm giảng, tổ thầy đã chỉ dạy. Thứ bảy, sát nhân gây giả
bạc thăm mờ ân. Nào kể chi là đạo quân thần, tôi giết chúa con đành xác cơ phụ. Ba điều ác. Hai, đạo tặc.
câu bần cùng sanh đạo tặc. Đó là một câu chữa mình của bọn bất lương vô đạo. Những phần tử này ngày dẫn dơ đầu đường xóa chợ, tối kiếm chỗ khoét dách đào tường, không làm muốn có ăn, không lo muốn có mặc. Lớp người cặn bã của xã hội này sống ngoài vòng pháp luật, trốn nhủi, trốn chui, phá rối sự an ninh của dân chúng, chuyên lo giết người cướp của, cưỡng đoạt tài sản lương dân. Họ không nghĩ rằng phải tốn bao nhiêu giọt mồ hôi, bao nhiêu dòng nước mắt mới làm ra được. Họ là giống con sâu làm sầu nồi canh, là tội nhân gây ra những tai biến trong đồng bào xã hội. Họ phá hoại hạnh phúc yên vui của con người. Sự cơ hàn đói khó thay vì phải làm lụng như những kẻ khác để mưu cuộc sống còn. Họ gây từ lỗi này đến lỗi khác, phạm tội này tới tội nọ, tạo chẳng biết bao nhiêu chuyện bất lành cho nhân chủng. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt. Những kẻ ấy, dầu họ không bị luật hình của loài người phân xử, song luật nhân quả, cơ trời cũng sẽ báo ứng đối với những hành vi đen tối, nếu họ không chịu ăn năn chừa lỗi, sửa tánh tu thân, bỏ thoái vô nghì, lánh điều phi nghĩa, họ sẽ bị luật thiên điều trừng phạt. Không đạo tặc, trộm cắp, cướp giật. Trong kinh Cơ Sấm Giảng, tổ thầy đã chỉ dạy. Sanh ra ba điều ác, ba tà dâm. Muôn việc lành hiếu thuận đứng đầu, ngàn việc dữ tà dâm đứng trước. Sách kinh thường bảo như thế. Lần xem sử sách
thời thấy tội ác ấy lan tràn khắp nơi, từ trong triều cho đến ngoài thứ dân, từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Nó là mầm gây ra biết bao thảm trạng. Gương của vua Tề với vợ Thôi Tử, An Lộc Sơn với Dương Quý Phi há chẳng còn lưu liên hậu thế. Giàu ỷ của hiếp dâm kẻ khó, quan ỷ quyền cưỡng bức đám dân lành, gian phu dâm phụ từ xưa đến nay luôn luôn đều có. Muốn tránh sự bại hoại nền luân lý nước nhà, muốn giữ gìn tiếng tăm của gia thế, hãy tránh dục tình lôi cuốn, bắt chước gương xưa, trao dồi lòng hiếu trung trinh tiết. Không tà dâm, trong kinh Cơ Sấm Giảng tổ thầy đã chỉ dạy. Sanh ra bốn điều ác: một, lưỡng thiệt;
là người hai lưỡi, là đoàn sóc hai đầu. Đứng đầu các tội ác do miệng lưỡi gây ra, ác lưỡng thiệt này đã là duyên cớ cho những sự hiểu lầm nhau, những sự cãi giả, gây gỗ, sanh oán, sanh thù. Sự phải của người thì bớt, sự quấy của người thì thêm, đoàn sóc nhọn hai đầu. Cái lưỡi đã tạo những sự chia rẽ, những cuộc phân tranh, phá tan sự đoàn kết, tình thân yêu trong gia đình, trong đồng đạo và đồng bào nhân loại. Nó cũng là nguồn cội của bao nhiêu sự bất hòa, hiềm khích. Để giải trừ những tai giả ấy, phải giữ cho lời nói mình được thành thật, chánh đáng. Được vậy, trong hương đảng mới bớt rầy rà, ngoài xã hội không điều xích mích, và mình cũng không bị tội ác cảm, tránh được sự miệt khinh của kẻ khác. Không lưỡng thiệt, trong kinh Cơ Sấm Giảng, Tổ Thầy đã chỉ dạy. Khẩu nghiệp sanh ra bốn điều ác. 2. Ỷ ngôn. Nói đến tội này, tức là nói đến những vụ chủ ỷ quyền nhiếc mắng tôi tớ, quan ỷ thế mắng chửi dân lành, kẻ giàu có thường ỷ tiền bạc xài xể người nghèo, kẻ xảo quyệt ỷ sự khôn lanh nói những điều thất thiệt xuyên tạc, kẻ học thức ỷ sự khôn ngoan dùng lời nói hạ nhục người dốt nát, nói xấu người khác, ỷ thế hiếp cô. Hãy tránh sự hiếp người như thế ấy, vì những kẻ dưới tay mình cũng có đầu óc, cũng biết nghĩ suy, nhưng tại họ bạc phước vô phần nên phải chịu hạ mình vậy. Nếu họ có lỗi lầm, hãy dạy dỗ họ dùng những cam ngôn mỹ từ, những lời trang nghiêm êm dịu chỉ bảo, không nên mắng chửi nặng lời mà mang điều tổn đức và tội lỗi. Không ỷ ngôn, trong kinh Cơ Sấm Giảng, Tổ Thầy đã chỉ dạy. Tiền nhiều tự phụ
sanh ra bốn điều ác. Ba, ác khẩu. Những tiếng thề thốt, lỗ mãng, chửi mắng tục tằn làm ra tội này. Con chửi mẹ mắng cha, không kể luân thường thảo hiếu. Mạnh bạo hăm he, đánh giết những kẻ yếu hèn. Hiếp đáp chòm xóm cô bác, mở miệng ra chửi gió mắng mây, trù rủa gia đình, không kiêng thần thánh. Tối ngày chửi rủa, nói xấu người này, bôi lòa mạ lụy người kia, nói xấu tôn phái này, bôi lòa tôn phái khác, làm cho tội lỗi càng thêm chồng chất. Hãy bỏ những tiếng tục tằn thô lỗ, làm cho đời sống được êm dịu thanh bai hơn. Đối với ông bà cha mẹ phải có lễ độ, với gia đình, với bà con cô bác, với chòm xóm quen thuộc phải dùng lời lẽ hiền hòa nghiêm chỉnh. Đối với con cháu trong nhà không nên nói những điều ác đức, phải dùng lời nói dịu dàng hiền hậu dạy dỗ chúng. Không ác khẩu, trong kinh Cơ Sấm giảng tổ thầy đã chỉ dạy. Thank you.
sanh ra bốn điều ác. Bốn, vọng ngữ, nói láo, nói dối. Thêm thừa, quyển hoặc, việc có nói không, việc không nói có. Ác vọng ngữ đã là nguyên nhân cho những sự bất công của đồng bào nhân loại. Thương người nào thì kiếm cách bào chữa, giấu giếm sự quấy và theo thùa sự tốt ra. Ghét ai thì đặt điều nói xấu, bôi lọ và che đậy các điều phải của người. Khoe khoang tự đắc, xảo trá đa ngôn, quyển hoặc trớ trêu. Những kẻ điêu ngoa làm cho thiên hạ khinh khi, miệt thị. Muốn tránh những điều xấu, để cho tư cách con người khỏi bị giảm phẩm giá, hãy tập tánh nói năng chân chánh, bỏ lối láo xược trớ trêu. Chẳng nên tráo trở với người, bỏ tiếng xảo ngôn và phải dùng lời chân chất. Không vọng ngữ, trong kinh cơ sấm giảng, tổ thầy đã chỉ dạy. Bye.